vào thi đỗ và học trường mỹ thuật năm 1991, học 5 năm. Thì năm 96 thì ra trường, và cho đến năm 91 đó thì sinh viên học hội họa, như mình ở trong khoa hội họa. Hội họa có nghĩa là vẽ vẽ tranh bằng cây bút, cây cọ trên giấy hoặc trên canvas, trên trên vải. Thì vẫn theo cái giáo trình, cái chương trình của người Pháp ngày xưa người ta xây dựng. Vẫn học buổi sáng thì học vẽ hình họa, vẽ hình, và rồi buổi chiều thì vẽ màu sắc, rồi phối cảnh, rồi trang trí, hoặc là kiến trúc, hoặc luật xa gần, lịch sử mỹ thuật, giải phẫu, vân vân. Thì đấy là cái giáo trình của người Pháp người ta xây dựng như vậy. Cho đến năm thứ ba thì ai mà thấy thích nghiêng về cái chất liệu nào, một trong ba cái là sơn dầu, lụa và sơn mài, thì người đó sẽ đi chuyên về cái đấy cho tới khi làm bài tốt nghiệp. Thì mình chọn khoa lụa, và làm bài tốt nghiệp là bằng một cái bức tranh lụa. Cho đến năm 96 thì ra trường. Em được biết là anh Thành là một trong những nghệ sĩ nghệ thuật đương đại đầu tiên ở Việt Nam trong những cái năm 90. Thì lúc đó trong trường họ đào tạo như vậy thì làm sao các anh lại có được một cái đầu óc gọi là rất là mở để mà làm nghệ thuật đương đại? Bởi vì nghệ thuật đương đại hình như lúc đấy trong trường cũng chưa có dạy phải không anh? Chưa có. Vâng. 86 cho đến 90 thì mấy năm sau đổi mới đấy, Vâng. thì bắt đầu có người nước ngoài đến Hà Nội sống và làm việc. Cái không khí nó rất khác. Có lẽ là mình nghĩ là cái thời thế hệ mình là cái thế hệ cuối cùng của thời mà đóng cửa. Nó bắt đầu nó giống như cái bản lề, nó chuyển sang cái giai đoạn của hội nhập, của toàn cầu hóa. Còn lúc trước của mình thì là hoàn toàn hầu như 100%, hoặc có thể là 99% là nội địa hóa thôi, chứ không có cái gì bên ngoài. Nhưng mà trong thâm tâm riêng của chính mình ấy, từ lúc còn là học sinh, thì bất kỳ cái gì mà nó ở bên ngoài biên giới của nước mình thì nó đều hấp dẫn đối với mình, tức là nó hấp dẫn nhất. Ví dụ hình ảnh, âm nhạc, hoặc thậm chí là cả tiếng Anh, tiếng Pháp hồi đó, thì là một cái gì đấy nó rất là hấp dẫn. Sau đó thì ở Hà Nội thì bắt đầu họ có những cái trung tâm của người Pháp lập ra về văn hóa. Thì đấy là một nơi, đối với hội mình, tụi mình hồi đó, đấy là một nơi hay nhất, tuyệt vời. Trong cái việc học mỹ thuật của mình lúc ấy ở trong trường, thì so sánh với các cái thông tin nhận được, với các cái tạp chí hoặc các cái hình ảnh, các cái triển lãm ở bên ngoài, thì mình thấy rõ ràng là cái những gì mình đang làm và tụi mình làm ở trong đang học ở trong trường, các thầy và sinh viên thì đều là rất là lạc hậu và rất là xa vời với thế giới. Thế cho nên lúc ấy khoảng độ năm thứ hai, thứ ba trở đi rồi thì là đã học theo cái kiểu là học để cho nó xong cái nhiệm vụ của các thầy bắt học thôi. Mình đã là sinh viên ở trường thì mình phải xong cái bổn phận. Chứ còn sự hấp dẫn hoặc cái sự say sưa về các cái bài học ấy thì không có. Mà nó giống như người ở một nơi mà lòng ở một nơi. Lòng thì chỉ có ngóng xem những cái gì ở bên ngoài của của nghệ thuật đương đại thôi. Thì đấy là lý do mà sau này khi vừa ra trường thì cái đấy nó đã ấp ủ trong cái lúc mà mấy năm học cuối ở trường rồi. Thì vừa ra trường cái là mình làm một cái triển lãm sắp đặt luôn. Và lúc đó cũng là rất là táo tợn, tức là làm nhưng mà không có quan tâm là người ta ủng hộ hay người ta ghét hay người ta thích, thì cứ làm thôi. Tại vì cái đấy là
cái sự thích thú của cả những năm sinh viên ở trong trong trường. Thế nhưng có lẽ cũng đúng là may mắn làm sao là khi mà làm xong cái triển lãm ấy thì cả người trẻ lẫn người lớn tuổi, cái hệ lớn tuổi mà cấp tiến, người ta đều rất là thích. Trường số ít ỏi các thầy bảo thủ lắm thôi. Thế nhưng rồi về sau thì các thầy có vẻ bảo thủ thì cũng tự nhiên cũng cảm thấy mình bị lạc lõng, nên phải quấn theo cái phong trào. Rõ ràng lúc đó là cái phong trào của đổi mới. Thì là trong những năm khoảng sau khi mình ra trường năm 96 cho đến năm 2000 rồi 2000 mấy đó, cái khoảng thời gian đấy là một cái khoảng thời gian rất là hấp dẫn, rất là sôi động, rất là vui. Và nó trong sáng của ở Hà Nội lúc đó là những nó cuốn đi theo những người họa sĩ trẻ, nghệ sĩ trẻ thử nghiệm thực tập với cái những cái gì mới bên ngoài. Và nó cũng làm cho cái tư tưởng mà truyền thống và bảo thủ ở trong nội địa, trong nước xưa nay nó lạt phai đi bớt. Và khoảng thời gian này thì cũng có nhiều cái xung đột nhỏ nhỏ, ví dụ như là các cái triển lãm của nghệ sĩ trẻ mà mở ra triển lãm thì cũng nhiều khi cũng bị một số báo chí hoặc một số cái người thủ cựu quá bảo thủ, người ta viết bài báo người ta phê bình thậm tệ luôn. Cũng có rồi, có một số triển lãm thì bị công an văn hóa người ta đến người ta đóng cửa, người ta không cho. Thế nhưng mà dù sao thì đấy là cái khoảng thời gian giống như đầu tiên mình mở cửa một cái dòng nước ở bên ngoài được chảy vào. Mấy bức tranh mà em có thì là những cái bức tự họa, thì anh có thể nói cho em thêm về cảm hứng cũng như là những cái ý nghĩa mà anh muốn truyền tải ở trong những bức đấy. Thực ra lúc đầu thì mình cũng không định vẽ là tự họa hay là gì cả. Nhưng mà lúc đầu thì mình muốn bắt đầu vẽ một cái gì đấy. Thế và không có biết vẽ cái gì cụ thể. Tức là mình vẽ một cái khuôn mặt người. Rồi khuôn mặt người thì cũng không có vẽ ai cụ thể. Thì cứ vẽ thôi, cứ vẽ theo thả lỏng, theo cái cảm tính. Và rồi mình muốn, ví dụ mình muốn cái khuôn mặt thì nó như thế này, cái mũi thì như thế này, vân vân. Rồi không phải vẽ một bức. Vẽ cái đó xong lại vẽ những cái khác, lại vẽ những cái khác. Lâu một thời gian ấy, thì mình thấy đây là một cái người mình không định vẽ ai. Nhưng mà rốt cuộc lại thì nó lại là cái nét của gần giống mình nhiều nhất. Nhưng thường thì là như thế. Tức là mỗi một người chúng ta sẽ ghi cái dấu ấn cá nhân, cái hình ảnh của chúng ta ra đâu đấy, hoặc là trên bức vẽ, hoặc là trong âm nhạc, hoặc là trong bài văn, hoặc là trong mọi chuyện khác. Thì nếu mà mình không định cụ thể làm cái gì khác thì những cái nét gì là của mình nó sẽ thể hiện ra đầu tiên. Thì lúc đó thì Thành mình thấy rằng thôi thì những cái bức tranh như vậy thì mình cũng gọi nó là tự họa thì cũng được. Chứ bây giờ gọi vẽ là ai thì không phải. Thì có vậy thôi. Và cái quá trình mà vẽ đi vẽ lại một cái khuôn mặt đấy thì nó cũng mang lại cho mình nhiều cái mình thấy ra nhiều thứ. Mà thực sự là đúng là đi học vẽ bao nhiêu lâu, vẽ người ta, vẽ nhưng lúc mình không hiểu rằng là lúc ấy mình vẫn chưa chạm được vào cái gọi là cái chân dung, cái con người thật. Mình chỉ vẽ cái hình hài bên ngoài thôi. Khi đi vẽ lại như vậy thì mình mới thấy là hóa ra kỳ lạ, con người chúng ta nó sinh ra xong nó có cái đầu, xong nó có hai cái mắt. Nó phải hai cái mắt nó phải như thế này. Rồi cái mũi tại sao phải hai cái lỗ mũi. Rồi nó phải cấu trúc trên cái khối, cái cánh nó như thế này, thế này. Rồi các con vật khác thì nó lại bố trí một kiểu khác. Thì như vậy là nó qua bao nhiêu cái đào luyện của tự nhiên. Nó mới tạo ra một cái con người mà chúng ta, ví dụ như chúng ta, cái trí tuệ của chúng ta nó
hơn cái trí tuệ của con bò hoặc của con vật khác. Vâng. Thì nó cũng quy định luôn ở trong cái khuôn mặt của chúng ta. Tức là cái thể vật lý vâng. này nó được tự nó tuân theo một cái tiến trình nào đó song hành với cái thể tiến hóa về tinh thần. Vâng. À, Nó được quy định như vậy. Vâng. Sau đó nó mới chia ra rồi mỗi người khác nhau, có những người thông minh, có những người không thông minh bằng, có những người đẹp kiểu này, những người đẹp kiểu khác. Thì như vậy là trong cái khuôn mặt bề ngoài mà chúng ta nhìn thấy, nó chứa đựng cả một cái quá trình lịch sử có ghi đến hàng triệu hàng tỷ năm tiến hóa của để trở thành ra cái hình hài như chúng ta bây giờ. Thì đến lúc mình vẽ bằng tức bằng cái cảm nhận thôi thì mình mới nghe nghe được cái cảm giác được cái luật tự nhiên đấy. Và lúc này mình mới thấm thía, mình mới hiểu rằng hóa ra hội họa và họa sĩ là cũng đang cố gắng ghi chép một cái gì đó, đang cố gắng mà không phải ghi chép mà đang cố gắng nhìn thấy một cái gì đấy lấp ló, nó là một chút xíu thôi, cùng cái tiếng gọi của một cái gì đấy rất là kỳ vĩ ở trong trong tự nhiên của chúng ta. Cho nên chắc nó lý giải được vì sao mà cái hội họa nó tồn tại ở trong cái thế giới loài người. Mà lúc vẽ thì nó cứ có một cái cảm giác gì đấy mà nó không thành một cái câu chuyện cụ thể. Thế xong như giả sử ví dụ mình muốn vẽ mình thấy cái gì đấy không rõ ràng ở ở bên trong thì thôi mình cứ cố tìm cách mình vẽ ra thôi. Thì nó ở dạng nó có ví dụ nó giống như dạng hơi hơi siêu thực một chút. Nó không hoàn toàn siêu thực nhưng mà nó hơi hơi một chút, tại vì cái hiện thực, cái cụ thể hóa trong đời sống này thì mình những cái đấy thì mình biết rồi. Nhưng mà mình thấy có cái gì đấy mà lý giải về con người của chúng ta nó không hoàn toàn là những cái đang cụ thể hóa đây. Thế sau này thì anh có vào đây là Đà Lạt sinh sống một thời gian, thì lúc đó lý do vì sao anh lại quyết định đi Đà Lạt? Vào Đà Lạt thì vì lý do về đời sống riêng của nội tâm với sức khỏe thôi. Mình cảm thấy trong người nó mệt yếu, không muốn làm việc nhiều, không muốn hoạt động nhiều, muốn nghỉ yên ở một chỗ. Với tinh thần cũng thấy mệt, căng thẳng, mệt mỏi. Và nhiều cái cảm giác tiêu cực nó chiếm chiếm nhiều hơn. Thì là mình phải quyết định là tìm một nơi lánh để nghỉ, để là giống như retreat, là giống như lấy lại năng lượng, giống như phục hồi lại. Thì là đấy là lý do ở Đà Lạt, nó không khí nó cũng mát mẻ, trong lành. Và vẽ với lao động chân tay thôi. Vẽ ít, vẽ chậm chạp, mới làm vườn, làm tập, làm thợ mộc, rồi thợ xây cho cái căn nhà ở đấy. Anh lại quyết định quay lại Hà Nội. Vâng, thời gian này thì Thành thấy nó cũng rất nhiều lý do cộng lại. Thứ nhất là mình có một chút cái năng lượng khỏe khoắn hơn. Với lại cái khí hậu của sau mấy năm mình ở Đà Lạt thì mình bắt đầu thấy nhớ cái khí hậu hơn, nó hơi nóng ẩm ẩm của miền Bắc. Tự nhiên đến lúc ra Bắc lâu lâu một thời gian xong ra lại thì cái hơi hơi trong không khí, cái hơi ẩm, đó là mình nhớ lại những cái gì mà của những lúc mình lên 4, lên 5, lên 6, lên 10 tuổi. Những cái thời gian đấy là thời gian nó còn trong trẻo, nó chưa có cái suy nghĩ của người lớn. Và nó có biết bao nhiêu cái cảm giác, cảm thụ về cái đời sống ở chung quanh. Thì lúc lâu này nó nhắc mình nhớ lại cái những cái rất là đẹp. Mà cũng suýt nữa thì có khi mình quên mất thời gian và tuổi tác. Và lúc này mình nhìn lại mình thấy là chúng ta, thực ra chúng ta chả có cái gì hơn cái cuộc sống của chúng ta. Là ngoài là tù nhân của một cái bộ nhớ của chúng ta. Thế mà mình nhớ được cái gì thì đấy là cuộc sống của mình. Mà lúc mình quên, mình không nhớ nữa thì là cuộc sống của mình là thế. Đúng không? Hay quá.
Bây giờ thì anh nghĩ gì về nghệ thuật đương đại Việt Nam ở Việt Nam và ở Hà Nội như thế nào? Từ cái thời gian mà mình về Đà Lạt, rồi nhìn lại cái bức tranh về nghệ thuật của thế giới nói chung và của Việt Nam, rồi của những người bạn bè mình, thì mình đi đến cái lựa chọn là thích vẽ nhiều hơn, và lại càng thích vẽ những cái gì đấy mà ngày xưa mình chê, thích vẽ những cái gì đấy đơn giản, cổ cổ lỗ cổ cổ điển, mà không cần gì đến biết là nó có đương đại hay là không. Tại bây giờ mới thấy cái việc mình có thể vẽ được, mình có thể nhìn thấy cái thế giới này đẹp, rồi lại mình lại vẽ được cái thế giới đẹp vào trên cái canvas này là một việc hoàn toàn là quý giá. Thì nếu mà bây giờ một tác phẩm đương đại bây giờ của các nghệ sĩ trẻ mình đi xem ấy, mà mình không có một số cái kiến thức về bên tư duy, mình không thể xem nổi. Mình mang cái trái tim của mình đến mình cảm nhận thì thật là mình ra cái đứng trước cái cây hoặc cái hoa, cái trái tim nó còn rung động nhiều được nhiều hơn. Thì đấy cũng là một cái lúc khi thành thấy cái điều đấy, thì mình thấy rằng là nó dấy lên một câu hỏi: thế thì nghệ thuật để làm cái gì và tại sao mình phải làm những cái việc như thế này? Mình là người, bây giờ mình phải xác định rõ đi, mình là người đứng về phía cái lĩnh vực của các cái nhà tư duy học hay là về phía của tình cảm của trái tim. Thì thành và xác định rõ là thôi mình về phía cái gì đấy rung động của trái tim thôi, còn cái phần bên kia thì mình không thích. Khi cần thì khi nào cần thì mình sẽ cộng tác, sẽ dùng nó, nhưng còn cái hội họa của mình thì mình muốn, hoặc cái nghệ thuật của mình từ nay về sau muốn cho nó nghiêng nhiều hơn về phần của sinh học, của cái rung động của trái tim. Vâng.